đến sinh nhật của mình rồi. Sắp tới sinh nhật của mình rồi, mình sẽ đập con heo này ra để coi trong đó có bao nhiêu tiền. Rồi mình sẽ mua món đồ chơi mình thích. Đập chưa? Đập đi. Đập. Mạnh lên. Mạnh lên. Cái nữa. Đó, nó bể ra rồi đó, lật ra. Wow, chu cho heo của Thiên Quang quá trời tiền luôn, ngồi hết ra. Tiền nhóc hết trơn luôn. Rồi bây giờ Thiên Quang đếm tiền đi, sắp tiền lại đủ 500 cơ đây. Nói tóm lại là 500 ngàn. Đủ tiền mình mua rồi. Đủ tiền mình mua rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip.